Mai tôi chúng ta học sang cái một cái phần một cái chương một kỹ thuật lập trình. Cái thuật này thì là nằm ở cuối cái chương trình lớp 11 trong cái chuyên đề CS, là kỹ thuật duyệt quay lui. Thì tôi chưa viết cạn quay lui mà tôi quay lui cho nó nhanh. Tiếng Anh nó gọi là backtracking, là một cái từ rất là nổi tiếng. Chúng ta tra cái từ backtracking ra có rất nhiều những cái bài tập mà liên quan đến backtracking. Thì cái thuật duyệt quay lui là một trong tôi thấy lại là trong cái chương trình lớp 1 của chúng ta là chúng ta học ba cái thuật lập trình, ba kỹ thuật cơ bản, lập trình cơ bản quan trọng. Một là đệ quy, hai là chia để trị, và ba là quay lui. Thì cả cả ba cái cả ba cái này đều đều sử dụng cái đệ quy. Còn chữ đệ quy là cái phần phần lõi rất là cơ bản, còn chia để trị cũng dùng đệ quy, chúng ta đã biết rồi. Còn quay lui cũng sẽ dùng đệ quy. Thì cái bài toán rồi quay lui nó là cái gì? Thì nôm na là như này, nó nằm trong các cái nhóm lớp cái bài toán là duyệt thôi. Duyệt thì là tìm kiếm ấy, duyệt nha, tìm kiếm. Nhưng mà nó là duyệt, nó là nằm trong cái lớp bài toán, mà bài toán duyệt, nhưng mà duyệt trên toàn bộ cái miền cần tìm kiếm, nó gọi là vét cạn. Thì như vậy là cái quay lui nằm trong cái nhóm là cái bài toán duyệt, bài toán duyệt duyệt mà duyệt trên toàn bộ nhé, duyệt toàn bộ. Hay nó gọi là hay là chính cái từ về trong từ tiếng Việt, nó gọi là duyệt vét cạn. Thì thông thường cái miền dữ liệu mà nó nhỏ ấy thì cái chuyện tìm này vét cạn thì là dễ, nhưng mà miền dữ liệu nó lớn ấy thì rất là khó. Tôi lấy vì chúng ta có cái mảng một chiều nhé, cái mảng một chiều thôi thì chính là cái duyệt vét cạn này, chính là cái duyệt tuần tự, cho đã biết rồi, chính là cái duyệt tuần tự. Còn đây là mảng hai chiều, thì cái việc duyệt này chính là duyệt trên toàn bộ cái mảng, hay là chúng ta có hai vòng lặp for đấy, hai vòng lặp lồng nhau. Hiện nay chúng ta chỉ có hai cái mảng này thôi, chúng ta không chưa có cái phần khác, chúng ta chưa học đến những cái kiểu dữ liệu khác như là hàng đợi, ngăn xếp, hay là cấu trúc cây, hay là cấu trúc đồ thị. Nhưng mà khi học tất cả các phần đó đều có cái phần là bài toán duyệt hết đó. Thì duyệt mà toàn bộ thì là hết cạn. Thì cái duyệt quay lui đấy, cái kỹ thuật duyệt quay lui thì nó hay của kỹ thuật quay lui là như này, là nó cho phép chúng ta đưa ra một cái mô hình duyệt vét cạn, nhưng mà có thể mô tả được, lập trình được, rất là lập trình đơn giản trên cái mô hình dữ liệu đó. Đấy, nó là cái lui, nó là như vậy. Lui nó làm cái mô hình toán học, làm cái mô hình toán học cho phép duyệt vét cạn trên một cái mô hình, dữ liệu bất kỳ. Có thể là phức tạp, không không cũng nó không phải là một chiều, cũng không phải là hai chiều đó, mà nó là tương đối là tổng quát hơn. Đấy. Thì cái người đầu tiên mà đưa ra, để tôi nói chứ nôm na với lịch sử của nó nhé, thì cái người đầu tiên mà đưa ra cái ý tưởng của quay lui này chính là cái ông Luca nhé. Về về lịch sử, tôi nói qua một chút về lịch sử của nó một chút nhé. Rất là hay trên mô tả các bạn. Lịch sử thì cái người đầu tiên mà gọi là ông tổ của cái quay lui có lẽ là chính là cái ông Luca này nhé. Cái ông mà nghĩ ra cái lời giải của bài toán tháp Hà Nội đấy. Thì ông này ông đưa ông là đầu tiên ông đưa ra trong cái mô hình gọi là bài toán mê cung. Nó có một cái mê cung, nó có một cái
cho nó có rất nhiều cái đường đi. Đấy, ví dụ như này. Và có cái đầu vào đây và đầu ra ở đây. Đấy, ví dụ như vậy nhé. Đầu vào đây. Đấy. Trong không biết cái, trong chúng ta không biết cấu trúc như thế nào. Nhưng vấn đề là chúng ta phải làm sao mà bắt đầu từ đầu vào đây. Đây là input đây. Vì làm sao chúng ta có thể làm sao mà có thể đi ra được cái vị trí out này? Làm cách nào để có thể đi tìm trong đi tìm cung mạch ở trong bên này. Thì bản chất cái vết cả thì chúng ta tìm tất phải đi tìm tất cả các con đường từ bắt đầu từ in làm sao mà ra được out. Đấy thì cái ông Luca thì ông đưa ra một cái cách tìm nôm na đơn giản là nhìn lại như này. Là ta cứ đi với điều chúng ta đi luôn luôn đi về phía trước mà ghi lại cái bước đi. Nếu mà tắt đường thì chúng ta lùi lại cái bước trước đó, chúng ta đi sang một cái nhánh khác. Cứ như vậy, cứ đi tìm như thế. Nó gọi là đi tiến rồi quay lui, tiến lại quay lui, nó cũng từ quay lui là vì vậy. Đấy, nó là backtracking, cứ đi và lùi lại. Khi nào mà đến vị trí đích thì dừng lại. Còn nếu mà đi lúc mà cứ như vậy mà quay về vị trí cũ thì là không tồn tại cái đường đi. Đó, thì trong cái cuốn sách chuyên đề CST 11 ấy, thì phần đó tôi có viết, thì tôi có mô tả các bạn cái định hướng chung, cách làm cái mô tả cái gọi là cái thuật toán chung của ông Luca này. Đấy. Nhưng mà cái đó chưa phải là một cái mô hình toán học, chưa phải là một trình lập trình cụ thể, nó chỉ là cái ý tưởng thôi, như là một trò chơi thôi, là cho cái mê cung như vậy làm sao mình mà đi được. Đấy, thì bây giờ tôi như vậy Luca là người đầu tiên nhé. Nhưng mà cái Luca chỉ là đưa ra với cái mô hình nó có chữ quay lui, vì ông này ông dùng từ quay lui là đến cũng được thì quay lui lại và đi tiếp sang một cái hướng khác. Nhưng mà mãi đến năm 50 của thế kỷ trước thì khi ông một nhà bác học khác thì là Walker, thì ông ta mới thực sự là cái người mà đưa ra cái mô hình toán học chặt chẽ để chúng ta có thể làm được. Như vậy là cái ông Walker đó nhé. Ông Walker đó như khoảng những năm 1950 của thế kỷ trước thì ông ta mới là người đầu tiên đưa ra cái mô hình gọi là thuật toán, gọi là cái thuật duyệt quay lui mà chúng ta đang học bây giờ. Nhưng mà ông này ông đưa ra một cái mô hình rất là hay, ông đưa ra một cái mô hình toán học để mô tả cách tìm nghiệm hay là trong trường trên là cách tìm bước đi đấy, cách tìm bước nghiệm mà thật theo đúng cái ý tưởng của ông Luca ngày xưa. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn cái đó nhé, mô tả cái mình tổng quát trước, sau đó chúng ta áp dụng cái đó giải những cái một số các bài toán mà thực tế đó. Thì cái hay của như này, cái hay của ông này là như này, mình tôi mô tả cái môn toán học của nó nhé, là như thế này. Đây. Thì cái mô hình của ông này là như sau. Cái mô hình mà chúng ta sẽ được học ấy, mô hình duyệt quay lui là như sau. Thật ra nó chính là một cái mô hình toán học đấy nhé. Là như này này, là như sau nhé, là trước khi mà mô tả cái mô hình duyệt quay lui này thì chúng ta sẽ mô tả lại, tức là hình dung ra cái bài toán mê cung đó sẽ được giải như thế nào. Đấy, chứ tôi vẽ cái sơ đồ trước, thì cái sơ đồ chính là cái sơ đồ rất quan trọng để mô tả cái tư tưởng của cái quay lui. Tức là chúng ta có đầu tiên chúng ta bắt đầu xuất phát từ một cái vị trí ban đầu nhé. Đây là đường vào, đây cái đường vào của cái mê cung đây. Ở điểm vào nó có ba cái đường đi. Đây mà cứ này. Điểm này nó có hai đường đi nữa. Đấy. Từ đây nó có hai cái đường đi nữa, ví dụ thế nhé. Đây tôi biết đây là tắc này. Đầu dưới này nó có hai đường đi nữa. Đấy. Ở đây nó có hai đường đi nữa. Ở đây có hai đường đi nữa đây. Ví dụ nhé. Đấy, trong đến đây này lại có thêm một đường đi nữa, ở đây nó có ba đường đi nữa và đều tắc ở đây cả. Đấy thì như vậy nhé. Đấy thì vậy. Thì khi chúng ta mô tả cái mê cung ấy thì chúng ta sẽ mô tả nó như này. Đấy. Thì cái mô hình này là mô hình cây vô hạn. Đây là một cây có chiều sâu vô hạn.
chiều sâu vô hạn, hay người ta gọi là một cây ảo. Cây ảo thật ra đúng ra khi mà học cái phần mà làm học cái phần dược quay lui này mà học sau cái chương, học sau cái phần cấu trúc cây thì dễ hiểu hơn rất là nhiều lần. Đấy, nhưng mà chúng ta lại chương trình chúng ta lại được phân công phần dạy là học trước cái phần là cấu trúc cây. Cấu trúc cây tận năm năm 12 mới được học, nhưng mà lớp 11 đã học ngay cái đấy rồi. Thì tôi mô tả cho các bạn xem qua nhé. Như vậy là đây là cái đây tôi vẽ ra cái mô hình, thực ra chính là mô hình cây, nhưng mà chúng ta hiểu à đây cái mô hình là mô hình mê cung đây. Đây là cái điểm đầu vào đây nhé. Thì trong cái điểm này nó có một điểm nào đó là điểm đầu ra, tôi chưa biết. Đó thì làm sao bìa, làm sao mà vấn đề của cái bài toán mê cung mà phải duyệt tất cả các ô này, duyệt tất cả các cái nút này. Đấy. Thì duyệt như thế nào? Để tôi mô tả luôn các bạn xem nhé. Thì mô tả như thế này. Như đây nó có nút chọn màu không có nhỉ? À đây rồi, chọn màu hay quá nhé. Rồi thì bây giờ tôi sẽ mô tả chọn màu này. Xuất phát từ đây nhá. Thì tôi cứ đi nguyên tắc tôi cứ đi nút đến một cái chỗ tôi sẽ có nhiều hướng, tôi sẽ đi ở bên trái trước, bên phải sau như đây. Tôi đi như này. Đấy, đi. Và nguyên tắc là tôi cứ đi về phía trước, lại đi về phía trước. Được chưa? Tới đây thì là tắc hết đường, tôi sẽ quay lại đây và tôi đi tiếp sang ô này, như vậy chính là đi như này. Đấy. Nhưng mà thực chất là quay lại đấy, là quay lại và đi tiếp sang bên này. Nhưng mà thực tế là từ ô này sẽ chuyển sang cái ô này sẽ đi về đây, sau ô này sẽ sang đây đấy. Sang đây sẽ phải quay lại đây xong đi tiếp sang đây. Đó. Như vậy là từ đây sẽ phải đi sang đây này, xong từ đây lại đi sang bên này, từ đây lại đi sang bên này, lại đi sang bên này, xong lại quay lại đây, xong lại đi sang 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 đây, xong đi sang đây, xong đi sang đây, đi sang đây, là quay lại như là hết. Đấy, như vậy tôi vừa vẽ các cái đường đi của cái người đi trong mê cung đấy, mà theo cách đi của Luca, nhân của Luca. Thì đây chính là cái khi Luca mô tả cái này thì chính là nó là ý tưởng của nó chính là quay lui, là cái đi về phía trước đến hết đường không đi nữa thì ta phải lùi lại đi sang một nhánh khác, cứ như vậy. Khi nào mà đang đi mà gặp một cái ô mà đúng mục đích rồi thì ta dừng lại. Điều đấy chứ ta dừng lại, không ta đi mãi. Nếu mà đi về lấy ô ban đầu thì chứ nào là không được đi, là không tồn tại. Các bạn chú ý nhé, nhưng mà đây là tôi vừa mô tả cái cách mà chúng ta hiểu về ý tưởng của cái duyệt quay lui trên cái trên mô hình tôi đã tạo ở đây là mô hình là cây ảo, được chưa? Đấy. Thì nếu mà tôi nói luôn nhé, nếu mà chúng ta mà đi vượt lên phía trước một chút ấy, chúng ta hiểu đây là một cái cây bình thường, mà chúng ta hiểu đây là một cái đồ thị, cây là một chiều riêng của đồ thị, mà thì cái phương pháp mà quay lui này nó chính là phương pháp là duyệt đồ thị theo chiều rộng. Cái này nó chính là cái phương pháp duyệt đồ thị theo chiều sâu đó, trong tiếng Anh nó gọi là DFS. Đấy, nó là như này đấy, nó ký hiệu như này, nhưng nó là deep này, first search. Anh nói thêm nhé. Như vậy là cái duyệt quay lui pháp vật chính là phương pháp là duyệt theo đồ thị theo chiều sâu. Nhưng mà cái đồ thị này hiểu một cách là nó làm cái miền mà mình đang cần tìm kiếm. Rồi nhưng mà đây vẫn là ý tưởng nhé. Thế bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn, ngay bây giờ sẽ mô tả các bạn cái mô hình bài toán của duyệt quay lui. Vì sao tôi nói này? Tại vì nếu ai mà biết trước về đồ thị rồi, rất hiểu về DFS rồi thì hình dung cái này nó rất là dễ, hình dung cái quay lui này rất là dễ. Còn những ai mà chưa biết về đồ thị thì vẫn hiểu được, nhưng mà chúng ta có thể bỏ qua cái phần này.
Bạn nào mà chưa biết về đồ thị ta có thể bỏ qua cái hình mà tôi đang vẽ ở đây nhé. Đó. Bây giờ tôi sẽ mô tả luôn sang cái mô hình toán học hay là mô hình cái mô hình mà chúng ta sẽ mô tả nhé. Như vậy là gì? Như vậy là như sau này, cái mô hình mà cái mô hình của rồi quay lui là như sau. Là chúng ta sẽ tìm cái miền nghiệm theo một cái dãy, theo một cái dãy các số nguyên. Đấy. Tức là phải đưa về các dãy các số nguyên chứ. Đấy. Được chưa? Như vậy chúng ta tìm là x gì, thế là một cái nó là một dãy cái x gì 1 x 2 xk. Đấy. Cái vấn đề nó phải dài hơn nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ đầu tiên cho tìm x, chúng ta tìm x1 này, xong chúng ta sẽ bổ sung thêm x2 này, bổ sung thêm x3 này. Vẫn bổ sung thêm xk mà cứ bổ sung mãi. Đấy. Với mỗi một cái phần tử xk này nó sẽ nằm trong một cái miền nào đó, một loại dk nào đó. Dk là một cái miền là gồm các số nguyên và một cái miền có thứ tự, một cái miền là có thứ tự tổng quát nhé. Các số nguyên. Hay nôm na, cái miền mà chúng ta đang tìm nó là cái miền là D1 nhân với D2 nhân với D3 nhân với có thể nó rất là nhiều. DK nhân với có thể nó rất lớn nhé. Thì đó là cái như vậy, tức là bài toán chúng ta sẽ phải đi về cái việc là chúng ta phải đưa về cái miền tìm kiếm là dãy các số nguyên. Vẫn quan trọng nhất là dãy các số nguyên nhé. không ở, nhưng mà dãy các số thực thì không được, hay là nó phải là một dãy số nguyên, thông vẫn rất quan trọng đấy. Thật thì thông thường như thực tế thì cái biến d là nó giống hệt nhau thôi, nhưng mà về tổng quát nó có thể khác nhau đó, được chưa? Và cái ý thứ hai là gì? Cái ý thứ hai là như sau, là chỗ trên kỳ kiếm đó chúng ta phải có cái có thể dễ dàng kiểm tra xem là cái bộ x1, x2 vân vân, xk này có là nghiệm hay không. Cái này là dễ dàng kiểm tra có là nghiệm hay không, được chưa? Đó rồi, thế thì bài toán là như sau nhé. Nếu mà toán đúng như thế thì chúng ta làm như sau. Thì vấn đề là giả sử đã có x1, x2 vân vân là xk trừ 1. Bây giờ cần tìm xk để bổ sung vào. Đấy. Ý tưởng như sau, tôi tìm được xk được rồi thì bổ sung vào cái dãy kia để tìm tiếp. Còn nếu không tìm được xk, tức là chúng ta tắt bước đó, chúng ta sẽ lùi lại để thay thế tìm xk trừ 1 khác. Đó chính là quay lùi đấy. Cái bước tìm xk chính là bước tiếp theo tìm phần tử xk ở trong dk, được chưa? Trong dk nếu không tìm thấy, để thỏa mãn để có thể mở rộng cái dãy kia ra làm nghiệm, thì chúng ta sẽ lùi lại cho k trừ một, của tôi lại tìm lại ở cái phần tử xk này, k trừ một này, đó là chính là cái quay lùi. Rồi bây giờ chúng ta mô tả cái thuật toán nhé. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả chính xác cái thuật toán ở trên đấy nhé, là như này này. À, như sau nhé. Thế bây giờ chúng ta đặt như sau này, chúng ta sẽ đặt là đây. Mà với mỗi x1, cái bộ x1, x2, xk, chúng ta đặt là sk. Sk là một tập hợp con của dk, là tập hợp các phần tử x thuộc dk, sao cho gì? Sao cho là x1, x2, xk trừ 1 có thể bổ sung xk vào đây. Đấy. Tức là xk là cái miền mà có thể bổ sung vào từ xk vào cái dãy cho trước. Như vậy sk là một cái tập hợp nằm trong dk mà nó phụ thuộc vào x1, x2, xk trừ 1. Đấy. Được chưa?
vậy chúng ta tức là để khỏi phải tìm kiếm trên toàn bộ cái miền DK thì chúng ta hạn chế ở trong cái một cái miền con là SK. Cái này là rất quan trọng làm cho để làm cho cái việc tìm kiếm quay lui nó ngắn hơn, nó dễ hơn. Đó. Thì lát nữa chúng ta sẽ làm một tập cụ thể cho thấy rõ hơn nhé. Đó. Như vậy là gì? Như vậy là cái SK là cái gì? SK là cái miền con của DK sao cho là gồm các phân tử của X, sao cho có thể nối được vào với cái X1 SK 1, sao cho cái bộ này có thể mở rộng tiếp được. Đấy. Được chưa? Nhớ lại là chúng ta luôn tìm kiếm bài toán là tìm kiếm trong cái bộ này và ta cứ mở rộng ra cho đến khi nào mà tìm được nghiệm thì thôi. Được chưa? Thì bài toán vết cạn thì có hai dạng bài toán, một bài toán là chỉ cần tìm một nghiệm thôi thì ta dừng lại. Hai là cho phép tìm tất cả các nghiệm. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả cái thuật toán chính là tìm tất cả các nghiệm nhé. Đây, thì tôi sẽ mô tả cái thuật toán quay lui thì như sau. Cái thuật toán quay lui nhé. Các bạn nhìn vào đây các bạn thấy nhé, thuật toán này, backtracking nhé. Đầu tiên chúng ta làm phương án 1. Phương án 1 là chúng ta sẽ mô tả nó bằng đệ quy, mô tả bằng đệ quy. Cái này là cách hay dùng nhất trên thực tế, mô tả bằng đệ quy. Tôi sẽ mô tả cho các bạn cả hai cách mô tả cái thuật toán này. Cách một là đệ quy, cách hai là không đệ quy. Đó. Với chúng ta dạy cho học sinh thì cần nó chỉ nói là đệ quy thôi, nhưng mà lớp chúng ta tôi muốn mở rộng hơn chút cho giáo viên mà mở rộng hơn và cho cả các bạn muốn thi học sinh giỏi thì tôi mở rộng ra, tôi sẽ trình bày cho cả hai phương án. Mới phương án 1 là gì? Phương án 1 là mô tả cái thuật toán backtracking đệ quy bằng đệ quy. Thì hầu hết tất cả các sách giáo khoa hiện nay đều mô tả bằng đệ quy hết. Rất ít sách giáo khoa mô tả thêm các phương án là không đệ quy. Thế như sau nhé. Vấn đề chúng ta tìm trên cái dãy x1 x2 xk, thì chúng ta cái thuật toán như sau. Cái thủ tục chúng ta là backtracking. Nó phụ thuộc vào hai tham số. Tham số 1 chính là x1 x2 xk-1. Đấy. Và tham số thứ hai là k. Đấy. Thì cái thuật toán này là như sau. Cái thuật toán này là gì? Thuật toán này là nó sẽ cố gắng là nó đi tiếp đến cái phần tử thứ k. Ra trong khi đã biết x1 x2 xk 1 rồi, tôi tìm tiếp phần tử x tiếp theo tại vị trí k để nó nối vào kia, nối vào cái dãy ban trước. Như vậy là cái backtracking tức là như vậy nhé. Chúng ta luôn có một cái dãy số nguyên x1 đầu tiên là rỗng, chúng ta tìm x1 thì chúng ta gọi là backtracking và đặt k bằng 1, được chưa? Đặt cái dãy kia là rỗng. Sau chúng ta tìm được 1 rồi chúng ta sẽ gọi tiếp sang k bằng 2, gọi tiếp sang k bằng 3, cứ thế. Khi nào gặp nghiệm thì ta thông báo nghiệm và dừng lại. Hoặc là ta tìm tiếp để tìm vô hạn nghiệm. Thì đây là cái thuật toán, đây là tìm kiếm vô hạn nghiệm nhé. Đây là thuật toán là tìm tất cả các nghiệm. Tìm tất cả các nghiệm nhé. Chúng ta sẽ hầu hết là làm việc với các bài toán tìm các nghiệm trước. Còn tìm một nghiệm thì nó đơn giản lắm. Ví dụ chúng ta sẽ làm áp dụng cái này, chúng ta làm như này: tìm tất cả các sâu nhị phân độ dài n, tìm tất cả các cái sâu gồm ba ký tự là ABC độ dài n, tìm tất cả các hoãn vị của một cái tập cho trước độ dài là n, tìm tất cả các tập hợp con của một cái tập hợp mẹ độ dài n. Ví dụ như vậy thì tất cả cái đó đều là tìm tất cả các phương án. Hay là bài toán hậu là tìm tất cả các phương án xếp hậu trên màn hình, trên bàn cờ, tìm tất cả các phương án. Tất cả các bài toán đó đều là các bài là tìm tất cả, được chưa? Thì như sau này chúng ta kiểm tra thuật này rất đơn giản nhưng rất quan trọng nhé. Chúng ta kiểm tra này, if kia nếu mà x1 x2 xk-1 là nghiệm nhé, thì thông báo nghiệm, được chưa? Rồi sau đó chúng ta làm sao này? Đây phần chính này, chúng ta sẽ tính toán sk
Đấy, theo cấu trúc trên đấy, SK là tập hợp tất cả các phần tử phần cử của DK sao cho là có thể bổ sung vào x1, x2 cho đến xk trừ 1 để có thể mở rộng ra thành thành nghiệm. Đấy. Đoán lại và là như sau, lại chính là for x k thuộc SK. Đấy. Đây là tìm duyệt theo theo cái dãy tập hợp SK. Duyệt được là bởi vì sao duyệt được? Bởi vì là SK nằm trong DK mà DK là tập hợp theo định nghĩa ban đầu là tập hợp có thứ tự. Cho nên chúng ta có thể duyệt được trên cái tập hợp đó, duyệt từ nhỏ đến lớn nhé. Đấy, thì ta sau đó chúng ta gọi đệ quy back tracking và dạy chúng ta sẽ là x1, x2, xk và gọi tiếp sang ngang cộng 1. Đấy. Vậy nó rất đơn giản thôi đúng không? Nó có một lệnh này, hai lệnh, ba lệnh, bốn lệnh và đúng năm lệnh. Đúng 5 lệnh. Đấy. Rất đơn giản luôn nhé. Như vậy là thì là ta phải tính toán cái SK này đã. Nếu không có cái này chúng ta sẽ tìm thì ta phải tìm trên toàn bộ là DK. Mà DK tìm trên DK là rất lớn. Dùng SK để làm cho nó dễ, cho nó gọn lại nhé, cho nó tìm cho nó ngắn hơn. Chứ không tìm trên toàn bộ DK thì khó lắm nhé. Rồi đây là cái phương án, chúng ta nhớ những cái phương án chúng ta sẽ dùng lại rất nhiều cái này ở lát nữa nhé. Chúng ta phải nhớ cái này và ghi lại. Đấy, thì đây là cái phương án đơn giản nhất, nhìn vào rất dễ hiểu luôn. À, thì đây là thủ tục. Còn lời gọi như sau. Cái lời gọi hàm là như thế này. Lời gọi hàm là như sau nhé. Lời gọi hàm là như thế này là chúng ta gọi là backtracking. Dãy rỗng, bắt đầu dãy rỗng và cái K là đặt làm dãy rỗng và đặt K này bằng 1 nhé. Thật ra là chúng ta sẽ gọi nếu mà cái này dãy này mà hiểu như là dãy của Python ấy thì K sẽ bằng 0. Hôm nay tôi đã kêu là x1, x2, x3 trên hiểu nôm na đây là cái tổng quát. Hiểu nôm na đây giống như là Pascal. Nhưng mà đối với C và Python thì cái K này phải là bắt đầu từ 0 cơ. Cho đây có thể viết là như này, nó không thật hay lắm. Thế này để viết này nó gần nó lại giống như là Python nó soạn im tí, nó phải như này. Thế mới đúng này. Nó đúng ra này một tảng là phải như này. Là phải dễ rộng tôi viết như này. Đấy. Đây là lời gọi chính của hàm đây. Lát nữa thôi chúng ta sẽ thành luôn ra sẽ hiểu ngay. Được chưa? Như vậy là cái bài toán, nhắc lại cái bài toán ông Walker ông đưa ra cái mô hình toán học của cái bài toán tìm kiếm lui là cái gì, là chúng ta phải tìm kiếm nghiệm trên một dãy các số nguyên x1, x2, xk và chúng ta tìm bắt đầu từ x1 trước, tìm xong được sẽ tìm x2, tìm thế vào nếu gặp nghiệm thì chúng ta thông báo đó là nghiệm đó và chúng ta sẽ tìm tiếp bằng cách là chúng ta sẽ tính toán sk, chúng ta sẽ duyệt trên sk và chúng ta bổ sung vào cái xk này người ta gọi tiếp cái hàm này, cứ như vậy nó rất đơn giản luôn. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả cho các bạn cái phương án để cho các bạn biết thôi, cái phương án gọi là phương án gì, gọi là phương án không đệ quy của cái đây tôi nói thêm nhé, đây tôi thêm một chút nhé. Bây giờ chúng ta có thể ở đây là tìm tất cả nghiệm, nhưng mà nếu chúng ta chú ý thêm như này, chú ý là một là nếu chỉ tìm một nghiệm thôi thì như nào, nếu chỉ tìm đúng một nghiệm thôi, một nghiệm thì làm thế nào, thì là sau lệnh thông báo nghiệm sẽ có lệnh ở return để là kết thúc, thì chúng ta nghiệm thì chúng ta có cái lệnh là if đúng không, sau cái này sau lệnh 2 này trước lệnh 3 có một lệnh là dừng lại chương trình thì sẽ dừng chương trình sau lệnh 2. Khi mà tìm được nghiệm thì thông báo nghiệm và dừng chương trình, thì đó là phương án tìm một nghiệm. Còn thêm một ý nữa là nếu mà chúng ta không những là muốn tìm tất cả các nghiệm mà muốn đếm số nghiệm thì ta làm như nào, đếm tổng số nghiệm của bài toán. Đấy, cái bằng nhiều khi cũng cần nhớ nhé, ví dụ cái bài
cái bài toán là tìm tất cả các phương án xếp quân hậu ấy, là thế nào, thì chúng ta thêm một lệnh đếm vào sau lệnh 2 thì bổ sung một lệnh đếm, bổ sung một lệnh đếm nữa sau lệnh 2. Nếu mà có nghiệm, thông báo nghiệm và tăng biến điểm lên một lên một lên một đơn vị, thế thôi. Chúng ta có hai chú ý này để ta thực tế làm được, nhưng bài cũng cần như vậy. Rồi thì bây giờ tôi sẽ mô tả cho các bạn ngay cái phương án không nội quy. Thì đây là phương án nội quy rất 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 ngắn mà chúng ta phải hiểu đó nhé. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả phương án không nội quy thì như sau. Nó cũng dễ, không có gì đấy nhé. Đấy, thì như sau. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả cái phương án không nội quy. Thuật toán này, duyệt quay lui này. Không nội quy. Thế rất là hay, tôi đưa cho các bạn xem. Và thực tế các bạn sẽ phải làm những cái bài tập như thế nhé. Nhưng mà chúng ta tên là backtracking, vẫn là backtracking. Đấy, nó chỉ này thôi, nó không có gì cả. Để ta mô tả nhé. Và chúng ta làm như sau này. Đầu tiên chúng ta sẽ đây, backtracking từ đầu mà. Thì như này nhé, đây chúng ta sẽ đặt k bằng 1 nhé. Đây là tôi đang làm mô tả cho phương án là tìm x1 x2. Bắt đầu từ 1 thì tôi để là k 1. Sau đó chúng ta sẽ tính toán SK. Tính toán S1 chứ, tính toán S1 được. Sau chúng ta làm như sau là chúng ta dùng lập là y k lớn hơn 0 nhé. Sau là như sau, sau là thêm dưới này là y trong khi mà SK. Đấy, trong khi SK mà khắc rỗng. Khắc rỗng nhá. Trong khi SK khắc rỗng thì đấy. Thì như sau nhá. Khắc rỗng nhá. Thì như sau này, chúng ta sẽ đặt xk bằng min của sk. Đấy. Sau chúng ta sẽ đặt lại tính toán là sk sẽ bằng là sk trừ đi xk. Đấy. Chúng ta sau khi tìm xk, chúng ta loại ra khỏi cái sk. Sau chúng ta kiểm tra là if mà x1, x2, xk là nghiệm. Là nghiệm thì chúng ta sẽ thông báo nghiệm. Nhé. Đấy. Sau đó khi mà rồi chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ tính toán lại SK cộng 1 theo cái bộ mới là x1, x2, xk. Đấy. Được chưa? Và rồi chúng ta sẽ tăng k lên 1. K bằng k cộng 1. Được chưa? Còn nếu sk bằng rỗng thì theo lệnh oai này là ta viết là gì? Đây là k bằng k trừ 1. Chỗ này chính là quay lui đây. Dừng lại, nếu k bằng 0 thì dừng lại. Đây chính là, nhưng mà đây chính là cái thuật toán mà mô tả chính cái lúc nãy, nhưng mà ta mô tả bằng phương pháp là không nội quy. Như đây là 1 nhé, đây là 2 này, đây là 3 này, đây là 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, đây là 9 này, 10 này, 11 lại tất cả. Đây các bạn chú ý nhé. Như vậy tôi đã mô tả các bạn cả hai rất chặt chẽ, thì cả hai cái này mà các bạn cố gắng là phải hiểu được cơ. Lát nữa người ta bắt đầu ta làm bài tập ấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ hai cái hình này và chúng ta sẽ làm tương tự như nó như vậy, được chưa? Nhưng mà chúng ta có hai cái chương trình nhé, chúng ta chú ý có hai cái phương án để mô tả đây là backtracking để quy mà chúng ta lớn, chúng ta sẽ làm việc trên cái này là chính này. Còn nếu các bạn thích thì chúng ta sẽ làm cả trên phương án là không để quy. Thế thôi, những người nào mà
quyết tâm mà muốn rèn luyện phương pháp nội quy là thật giỏi thì chúng ta bắt buộc chúng ta làm nên làm bất cứ bài toán nội quy, bài toán quan liêu nào chúng ta cũng nên làm cả hai phương án. Thì theo tôi là như vậy, chúng ta cố gắng làm cả hai phương án thì nó sẽ hiểu hết được cặn kẽ cái thuật cơ toán này. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau làm một số bài tập nhé. Chúng ta làm một số bài tập. Đấy. Chúng ta cùng nhau làm này. Chúng ta làm bài tập để giải bài tập mẫu nhé, bài tập mẫu giải theo vết cạn theo quay lui. Đấy. Bài tập 1 nhé. Bài tập 1 là như sau, là cho trước số tin n, hãy sinh ra tất cả các dãy nhị phân của dài n. Đấy, cho trước số tự nhiên n, hãy sinh ra tất cả các cái dãy nhị phân độ dài n. Được chưa? Đấy. Bài toán đây là bài toán đơn giản nhất đấy, trong tất cả các bài toán liên quan nội quy. Thì tôi sẽ nói vì sao lại dễ. Thế bây giờ chúng ta cùng ví dụ nhé. Thấy ví dụ này, với n bằng 1 thì nó chỉ có hai phần tử thôi, là đây là 0 và 1, có hai phần tử là hai cái dãy đó nhé. Với n bằng 2 thì nó có 4 phần tử là 0 0, đúng không nào, rồi 0 1, rồi là 1 0, rồi là 1 1. Cái số lượng các cái sâu như các cái dãy nhị phân độ dài n nó sẽ là 2 mũ n. Cái số lượng, cái số nghiệm tôi biết trước rồi đấy. Số nghiệm của bài toán này là sẽ bằng là 2 mũ n nhé. Đấy, chúng ta chú ý. Thì chúng ta phân tích này. Bây giờ chúng ta sẽ thực nghiệm như sau. Chúng ta sẽ tìm nghiệm của cái dãy này bằng cách chúng ta tìm ở trên cái dãy. Chúng ta tìm chúng ta phân tích nhé. Vấn đề chúng ta cần phân tích để chúng ta giải được bằng quay lui là các kinh nghiệm của bài toán trên sẽ được tìm bằng cách là điền vào mở rộng cái dãy sau đây. Cái dãy là A0, A1, A2, đúng không nào? AK. Đó. Khi nào mà ta điền đến được tới AN-1 thì là xong. Cái độ dài là N mà. Đầu tiên ta tìm A0, sau tìm A1, bổ sung A1 và bổ sung A2 và bổ sung AK, và cứ như vậy bổ sung AN-1 là xong. Được chưa? Thì mà này là hay như này. Cái hay mà vì sao nó lại dễ dàng? Là khi chúng ta giả sử chúng ta tìm được đến AK-1 rồi và chúng ta cần phải tìm tiếp là AK, đúng không nào? Đấy. Thì AK này nó chỉ cho phép chúng ta là 0 1 thôi và nó không phụ thuộc vào các phân tử phía trước. Đó. Mà này là như sau nhá. Cái hay của nó là như này, là cái tất cả các cái DK mà chúng ta cần tìm ấy đấy, là nó chỉ là bằng là 0 1. Tất cả các cái AK này là nằm đều là giống hệt nhau, là 0 1 hết. Và với mọi cái A1, A2, AK-1 thì cái SK đấy, SK là phụ thuộc vào cái phân tử phía trước, nó không thay đổi, nó vẫn là 0 1. Nó chính là bằng DK thôi. Cho nên là nó rất đơn giản, được chưa ạ? Rồi thì chúng ta sẽ viết cái chương trình, viết cái thuật toán nhé. Vì nó quá đơn giản cho nên là cái làm mà chúng ta dùng ngay cái backtracking mà chúng ta vừa làm nhé. Thì tôi gọi cái hàm này là hàm gọi là tôi viết cái hàm tôi viết luôn ra bằng nào thôi tôi viết là bằng pseudo code nhé. Lời giải là chúng ta sẽ chép y nguyên. Đấy. Chúng ta chép y nguyên cái này nhé. Đây, y nguyên cái này này. Đấy. Y nguyên cái này để chúng ta sẽ làm. Và chúng ta sẽ chép như sau nhé, để chúng ta làm rất đơn giản thôi. Đấy, nó làm dãy đấy mà. Nó làm đã là dãy từng phần tử một và phần tử sau lại bổ sung phần tử trước thì nó chính là quay lui. Thấy chưa? Đấy, thì như sau nhé, đây. Bây giờ chúng ta sẽ viết bằng một cái hàm là hàm có tên là hàm binary.
hình dung đi. Và chúng ta đây là dãy A, được chưa? Dãy A là cái dãy mà dãy A là dãy mà tôi nạp trước, bắt đầu toán số không cả và tôi sẽ điền vào. Và đây là K. Đấy, như vậy là cái hàm này sẽ có là điền phần tử thứ K vào dãy A. Đấy, được chưa? Thì nó chính là cái là backtracking x1 trên 2 x1 và K đấy. Nhưng mà đây là cái A này là cái bảng tôi dãy tôi cho trước vào nhé. Làm như sau này. K chính là cái dãy là cái phần tử thứ K. Như vậy là ta thấy cái bài này là như sau, là cái dãy A2AK nó sẽ là nghiệm khi và chỉ khi là K bằng N trừ 1. Được chưa? Như vậy ta sẽ điền K vào và nó gọi tiếp K cộng 1. Như vậy là ta như sau là if mà K mà là bằng N thì chỉ là nghiệm thì ta dừng lại luôn. K bằng N thì chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta sẽ thông báo nghiệm. Thông báo nghiệm. Được chưa? Còn ngược lại, nếu mà K còn chưa phải là N, K là nhỏ hơn N thì chúng ta sẽ làm tiếp. Đấy. Nhá, cái dòng này chính là cái dòng này nhé, chính là cái dòng này. Đấy. Nếu là nghiệm thì thua nghiệm. Sau đó dòng 3 tính SK theo cái này, nhưng SK luôn bằng không bao giờ, cái dòng này ta sẽ bỏ qua sang thẳng vào dòng 4 luôn. Như vậy cái bài này, cái dòng 3 này không cần nữa, bởi vì là SK không cần phải tính nữa. SK luôn là một tổng hợp là luôn là 0 1 rồi. Chứ bài này hay như thế là chúng ta không cần phải tính lại SK. Còn các bài khác sau này là tính SK phức tạp hơn. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta làm như sau này, thế này nhá. Thế này làm như sau. Như vậy là nếu mà K mà nhỏ hơn N thì chúng ta làm như sau. Như sau. Chúng ta là for i in range 2 là 0 đến 1. Đấy. Thì biết theo kiểu là Python nhé. Và chúng ta đặt là AK bằng i. Đó. Và chúng ta gọi là để quy binary AK cộng 1. Đấy, như vậy là ta gọi tiếp. Khi K bằng N thì dừng lại. Đây K bằng N dừng lại. Đây chính là tổng toán của nó đây nhé. Đó. Chú ý. Nó rất đơn giản thôi đúng không ạ? Và khi in xong thì chúng ta khi gọi hàm ta gọi là như sau nhé. Đây là cái phần, đây là phần mô tả hàm. Còn bây giờ chúng ta sẽ gọi. Thì là gọi như sau. Đây. Mình sẽ đặt như sau, chương trình như sau nhé. Đặt là N bằng 3 chẳng hạn, hay đường 4, 5 tùy nhé. Chúng ta đặt A là dãy. Là n phần tử là bằng toán số không cả, và ta gọi là binary a và từ không. Nhưng mà trong Python và trong C tính bằng không, còn trong Pascal là tính từ một. Đây là cái, đây chính là cái lời gọi hàm. Rồi thì bây giờ tôi sẽ chạy luôn chương trình nhé. Đây chúng ta sẽ làm một chương trình, cái bài đầu tiên đơn giản nhất nhé, là cái bài là sinh tất cả các sâu nhị phân, các dãy nhị phân đúng không nhé. Còn làm sâu chúng ta chỉ phải làm động tác nữa là các dãy nhị phân. Độ dài N nhé. Đấy. Chúng ta làm cái hàm sau đây, hàm là binary đúng không, binary này a này phẩy k này. Cái hàm này có những vụ gì là cố gắng là điền phần tử thứ k vào cái bảng a, bảng dãy a mà tôi đã biết trước đó, thì là if mà k mà bằng n thì ta dừng lại, ta thông báo nghiệm, chúng ta rồi lại print a ra thôi, thông báo nghiệm là print a ra ngoài nhé. Bây giờ ngược lại, nếu mà đấy, thì chúng ta for i in, đúng là for i in sk đấy, nhưng mà sk đây nó chính là nó thông rồi, nó chính là range 2 này chính là sk đấy. Đây, cái này bài này, cái bài này chúng ta không có tính là sk. Đấy, rất đơn giản. Thì chúng ta chuyển thật là gì, chúng ta điền vào bổ sung thêm phần tử thứ k vào, chúng ta đặt ak bằng i thôi. Đấy. Mà chúng ta gọi tiếp đúng không, binary a càng cộng, được chưa? Đây chính là cái
Đây chính là cái đấy. Có chương trình nhá, về ví dụ chương trình nhá, tôi đặt này, ví dụ chương trình cho đơn giản nhé, tôi đặt này. À, ví dụ như là n bằng 3 chẳng hạn. N bằng 3. Và tôi đặt a bằng nhé. Ban đầu a là dãy các phần tử dãy các dãy số bằng 0. Đấy. A là cái này nhé. Và tôi gọi ban nó đi. A 0. Đấy. Được chưa? Đây là bài đầu tiên nhé. Nhìn này đơn giản lắm. Đây này. Bây tôi ghi này. Tôi ghi cái này ra nhé. Tôi ghi ra đây. Mà chúng ta đây đúng không? Bài hôm nay là 11 này. Bài 1 binary nhé. Binary. Đấy. Chúng ta chạy thử xem được không đúng không nhé. Chúng ta chạy thử này. Đấy. Nó là ba số 00 là số 001 này, 010 này, 011 100 101 1 đúng 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó là 2 mũ 3. Đấy. Với n bằng 2 thì nó ra gì? Với n bằng 2 thì nó ra là có 4 thôi. Đấy. Với n bằng 1 thì nó ra là 2, có 22 có 2 phương án thôi. 0 bằng 1. Đấy. Với n bằng 4 thì nhiều hơn, nên là 2 mũ 16. Đây 2 mũ 4 là 16. 16 phương án. Có thấy đơn giản không nào? Như vậy là cái hàm này là hoàn toàn chính xác, hoàn toàn là chúng ta chỉ việc viết lại thôi, viết lại chính xác theo cái thuật toán này, được chưa? Đấy. Đây thuật toán này. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ cùng các bạn viết lại cái bài này với dưới dạng là không đệ quy nhé. Các bạn sẽ đọc một thứ. Không được quý, chúng ta sẽ phải làm theo cái mô hình này đó. Nhưng mà k đầu tiên k phải bằng là k bằng 0. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bây giờ tôi viết lại cái bài này với bây giờ tôi lại new cái bài này vẫn là binary nhưng mà để quy nhé, không để quy nhé, viết là sinh tất cả các cái dãy nhị phân, các dãy nhị phân độ dài n quay lui, nó là quay lui nhé, quay lui mà không đệ quy, làm lần thôi để các bạn biết thôi, còn sau các bạn phải tự làm đấy nhé. Bây giờ chúng ta chỉ có một hàm là hàm viết một hàm thôi, là hàm nó cũng gọi là binary đấy nhé, binary, và nó chỉ phụ thuộc vào n thôi. Đấy, n nhé. Rồi bây giờ làm như sau này, chúng ta sẽ thiết lập hơi phức tạp một chút. Bài này là như sau nhé, để tôi cho các bạn xem bài này, chúng ta sẽ phải bắt chiếc cái hàm này. Đấy. Chúng ta cũng phải thiết lập cái sk này, nhưng mà cái sk này bây giờ chúng ta nó không tổng hợp, mà sk chỉ là cái phần tử mà sẽ điền vào cái vị trí ak. Đấy, như vậy SK nó là như thế này. Đây bây giờ chúng ta xem nhé. Đây. Đầu tiên chúng ta đặt như sau, chúng ta là đặt a là cái dãy như thế này, là cái dãy 0 nhân với n. Còn S thì cũng là cái dãy 0 nhân n. S là cái gì? Tôi sẽ mô tả sau. SK chính là cái phần tử mà chúng ta lấy và sẽ chèn vào cái vị trí chèn vào AK. Đấy. Nhưng mà vì sao phải đưa S vào? Để S vào để chúng ta có thể áp dụng được chính xác cái công thức này. Đấy, đây nó có SK ở đây mà. Đấy. Nó có cái là YK lớn không và YSK khác rỗng. Đây chúng ta làm như sau. Đấy nhé. Bây giờ chúng ta làm như sau, chúng ta đặt K bằng 0. Tất cả các phương pháp mà quay lui không được quy, chúng ta phải có hai cái vòng lặp lồng vào nhau. Hơi phức tạp tí nhé. Đầu tiên là Y này. YK lớn hơn hoặc bằng 0. Đấy, là một vòng lặp bên ngoài này. Bên trong là Y. Đấy. YSK. SK là phần tử sẽ đưa vào AK cho nó trở nhỏ hơn hoặc bằng 1. Đấy. Đấy. Đơn giản thôi. Đấy. Cho nên là như sau. Chúng ta sẽ đặt AK bằng
SK, chúng ta gán nó vào đây thôi. Và SK được chưa? Sau đó chúng ta tăng SK lên một đơn vị, rất đơn giản vì nó chỉ có hai cái mà, bằng SK. Đấy. Cái lệnh này nó tương đương bên kia là cái lệnh là tính toán lại SK đấy nhé. Sau chúng ta kiểm tra là if, nếu mà if mà k mà bằng n trừ 1 thì chúng ta điền xong phần tử cuối cùng rồi thì chúng ta in ra thôi, chúng ta là print a ra ngoài. Đấy. Được chưa? Rồi, còn nếu mà chúng ta mà nó chưa, nếu mà k hay còn chưa hay còn nhỏ hơn thì chúng ta sẽ tăng k lên một đơn vị, ta bằng k cộng 1. Đấy. Và đặt lại, khi lại từ đầu chúng ta đặt lại SK bằng 0 từ đầu. Bằng 0. Còn ra chỗ này là hết, ra chỗ này chúng ta sẽ lùi lại đây. Là quay lùi chỗ này. Đấy là k bằng k trừ 1. Chỗ này là chỗ quay lùi đấy nhá, chỗ này là quay lùi này. Đấy, chỉ này thôi. Đó. Và đây chính là cái phương án không đệ quy của cái binary bị tôi tính thử nhé. Đây là tôi viết là n bằng 3 này. Và tôi gọi cái hàm binary n. Để tôi ghi ra nhé. Đây là binary phương án 2 là không. Phương án 1 đây là đệ quy rất là ngắn, để hiểu phương án 2 là không đệ quy. Dài hơn một chút, khó hiểu hơn một chút thì chúng ta cái này không nhất thiết là phải chúng ta phải làm nhé, nhưng mà đây là chương trình chính, nhưng mà theo tôi chúng ta nên làm để chúng ta cho hiểu thôi, hiểu thuật toán thôi nhé. Đó thì đây là cái phương án không đệ quy, vì chúng ta chạy thử giống đúng nhé, với n bằng 3 này. Đấy, rất là chính xác luôn đấy. Đấy. Nhắc lại này, như vậy cái cấu trúc này là cái cấu trúc là yk lớn bằng 0 và ysk nhỏ hơn bằng 1 chính là cái này. Đây. Đây, nó chính là cái này. Xong cái này là chúng ta cái này không quan trọng nữa. Chúng ta gắn vào thôi nhé. Đây, kiểm tra cái này này, gắn vào này. Đây. Gắn nó vào và tăng sk lên một đơn vị. Kiểm tra nếu k bằng n trừ 1 tức là đã gắn vào cuối cùng rồi, chúng ta sẽ print ra ngoài. Còn nếu mà k nhỏ hơn n trừ 1 thì chúng ta tăng k lên một đơn vị và đặt lại sk bằng 0 và đi quay lại đây. Cứ như vậy. Đi tiếp tục. Đến khi nào mà đập bằng n thì chúng ta sẽ quay lại, cứ đây là quay lui. Nếu mà SK bằng lớn 1 thì chúng ta sẽ quay lui. Đấy. Quay lui về đây. Đây là bạn từ đầu. Cứ như vậy nhé. Đấy thì các bạn thấy là nó cũng đơn giản thế mà, đúng không nào? Hơi dài một chút nhưng mà nó rất là hay. Nên thì ta cũng chưa là quan tâm nhé. Rồi, như vậy tôi vừa mới mô tả cái bài toán đơn giản nhất là bài toán đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 2. Bài tập số 2. Khó hơn một chút nhưng cũng rất là hay nhé. Ví dụ 2. Ở trong cái cuốn sách chuyên đề CS thì tôi chỉ có một ví dụ này thôi, không vì ra không có thời gian cho nên chỉ có một ví dụ thôi. Bây giờ tôi sẽ làm thêm bạn một ví dụ khác nhé. Ví dụ 2 đi. Ví dụ 2 nhé. Bài tập 2 hay là ví dụ 2 nhé. Ví dụ 2 là cho trước một tập A, bây giờ cần phải sinh ra tất cả các hoán vị của tập A. Cho trước tập hợp dãy A nhé, cần sinh tất cả các hoán vị, tất cả các hoán vị của A. Thì đây là bài toán 2, tức là bài toán là sinh tất cả các hoán vị. Cũng là bài toán mà rất là hay, cái tư tưởng của nó là hoàn toàn tương tự mà chúng ta có thể dùng mà quay lui để chúng ta làm. Thế bây giờ để đơn giản hơn chúng ta sẽ đơn giản như sau nhé. Chúng ta sẽ hiểu là như này, chúng ta sẽ làm đơn giản hơn, chúng ta làm như sau. Chúng ta cho đặt A bằng chỉ là cái dãy là 0 1 2 đến n trừ 1 thôi. Như vậy thì chúng ta nhưng mà thật ra là cho trước số tự nhiên n, hãy tìm tất cả các hoán vị của cái tập hợp là 0 1 2 đến n trừ 1. Đấy, như vậy.
Vậy là bài toán đưa về như sau này, đưa về là cho trước số n, cho trước số tự nhiên n, n có thể bằng lớn bằng không, và hãy tìm sinh ra sinh tất cả các hoán vị, tất cả các hoán vị của tập 0 1 2 n chỉ 1. Tập hợp này có n phần tử. Mình suy ra là cái bài tập này là cái số lượng các cái hoán vị phải là n dây thừa nhé. Bài này thì biết trước là số lượng đáp án, số lượng các nghiệm, số lượng các nghiệm rất là lớn. À, các nghiệm của nó là bằng là n dây thừa, vì tổng số tất cả các hoán vị của một phần tử. Một cái tập hợp n cho phần tử cho trước là n dây thừa. Đấy, thì bây lên làm cái bài cũng rất là hay nhé. Với n bằng 1 thì nó là 1, với n bằng 2 thì nó là 2, với n bằng 3 thì nó là 6 phần tử, cứ thế chúng ta nhân lên nhé. Đấy. Rồi chúng ta làm như sau này, bây giờ chúng ta phải phân tích để chúng ta có thể giải được nó ở trong cái áp dụng được cái quay lui. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Phân tích. Thật ra cái này thì hình như là rồi nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm nghiệm từ cái dãy sau đây, từ cái dãy là đặt tên là A này bằng là A0 này, A1 này, AK. Đấy. Cứ tìm là tìm A0 này, tìm A1 này, tìm A2, tìm AK. Khi nào mà AK là bằng n trừ 1 thì là xong. Ta tìm được. Nhưng mà bài này khó hơn nhiều nhé. Để tôi phân tích vì sao nó khó hơn là vì như này. Tôi lấy ví dụ nhé. Vì chúng ta mô tả cái cách tìm nhé. Tôi mô tả bằng tay này. Mô tả bằng tay. Chúng ta thấy là nó khó hơn nhé. Ví dụ tôi lấy n bằng 3 chẳng hạn nhé. Dãy A chúng ta sẽ là 0, 1 và 2 thôi nhé. Đây. Đầu tiên tôi tìm là số đầu tiên nhé là A0 nhé. Giả sử A0 bằng 0. Đấy. Thì được rồi. Thì A1 là gì? A1 thì không thể là 0 được nữa. Đấy. Nhắc lại A1 chỉ có thể là 1 hoặc 2 thôi. Chúng ta chú ý nhé. Giả sử A1 tôi tính bằng 2. A3 mấy? A3 bắt buộc phải là không thể là 0, không thể là 2 được. A3 chỉ là 1 thôi. À, nhưng mà đây là 1, đây là một phương án. Nhưng mà chúng ta chú ý là giả như vậy, khi mà chúng ta tính được A0, A1, A2, AK trừ 1 rồi thì cái AK là phải làm sao? Như vậy là chúng ta chú ý là chú ý bài toán này là như sau, là nếu mà đã có là A0, A1 cho đến AK trừ 1 rồi ấy, được chưa? Thì AK phải làm sao? Đấy. AK là phải nằm trong khoảng từ 0 đến n trừ 1, AK là phải khác tất cả các phần tử phía trước đó. Đấy. Các phần tử phía trước. Đó, cho nên đây chính là cái điều kiện của cái mô hình của cái SK đấy, của chúng ta đấy. Như vậy là khi nó có A0, A1, A2, AK trừ 1 rồi thì cái SK là tập hợp tất cả các phần tử có thể chèn vào phía cuối của cái dãy A này là phải thỏa mãn là khác tất cả các phần tử ở phía trước. Đó, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái bài này nhé. Bây giờ chúng ta mô tả nhanh này. Mô tả nhanh cái ý tưởng này nhé. Ý tưởng là như thế này. Đây. Chúng ta mô tả nhanh cái phát thảo cái ý tưởng nhé. Đây, khi... Đây cái ý tưởng của thuật toán nhé. Ý tưởng của thuật toán như sau này. Chúng ta dùng quay lui này. Chúng ta đặt tên cái nó là permutation nhé. Chúng ta sẽ bài này đặt tên là K. Đây là cái thuật toán để chúng ta có là gán phần tử thứ K vào cái bảng A. Được chưa? Đấy, thì cách làm là như này, giống trên giống hơi giống ở cái bài trên nhưng khác một chút nhé. ở cái bài đệ quy, ở cái bài số nhị phân thì phần tử AK đó chỉ là 0 và 1 thôi.
Còn đây không phải, đây là phân tử AK, nó có thể chạy từ 0 cho đến N-1. Nhưng mà với điều kiện là phải khác tất cả phân tử ở phía trước, cho nên phức tạp một chút nhé. Làm như sau là bây giờ if này, if mà K này bằng N thì chúng ta print ra, print A ra, cái này thì giống, thì là giống ở trên, đúng không nào? Giống ở trên, được chưa? Đấy, giống ở trên nhé. Thế bây giờ là ngược lại này, else này. L là như sau này, L sau chúng ta sẽ là như sau, L này bây giờ phải là phải for i in range n, được chưa? Cái phân tử thứ k đó thì ta sẽ tìm trong khoảng từ không đến n, nhưng mà không phải tất cả tìm, mà nhưng mà phải mã gì, phải mã điều kiện là như sau, phải điều kiện là như này, là nếu này, nếu mà i có thể gán cho a, có thể gán vào AK. Đấy, chúng ta kiểm tra trước nhé. Tức là y là phải khác toàn bộ, y là phải khác toàn bộ A0, A2, AK-1. Nếu có thể như này thì đều đây là một cái hàm đó, thì chúng ta sẽ gán, nếu thì chúng ta sẽ gán AK bằng y. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ gọi tiếp, để quy permutation, đúng không? AK-1. Đấy. Đây chính là cái thuật toán mà chúng ta muốn mô tả thuật toán nhé. Như vậy chúng ta khác trước nhé, là cái phân tử thứ a đó không phải là bất kỳ, không phải mọi y trong khoảng một từ 0 đến N-1, mà chỉ với những y nào đó mà nếu mà y mà có thể gán được vào, thì đây nó là một cái, đây là một cái hàm nữa nhé. Cái hàm này tôi sẽ ký hiệu là gì, ký hiệu là ví như là can f nhé. F cái gì? F phân tử thứ y vào cái, vào cái mảng A tại vị trí K. Đấy. Gọi đây là một cái hàm. Hàm này là hàm kiểm tra, nếu mà gắn được thì trả lại, trả về vào true, còn không trả về vào false, được chưa? Đó, cái hàm này tôi sẽ mô tả sau nhé. Rồi thì bây giờ tôi sẽ quay lại, tôi sẽ mô tả cái hàm này ở trên máy tính nhá. Đấy, tôi dùng hết thế này, không khác cái gì cả nhé. Đấy. Như vậy có điểm khác biệt của cái bài này là gì, là nó phức tạp hơn, là chính là cái SK. Cái SK này không phải là phải tính toán, đúng là cái chỗ này chính là cái phần này, chính là tính SK đấy. Phần này chính là tính SK. Phần này, cái hai lệnh này, đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7. Thì hai cái lệnh 4, 5 chính là cái lệnh tương đương với là cái lệnh là tính lại SK. Tính SK. Đây. 45 này, nó chính là tương đương với cái này này, tương đương với cái, chúng ta xem lại, nó chính là tương đương với lệnh này, này. Nó chính là tương đương với cái lệnh này, các bạn xem lại nhé. Đây, tính toán SK theo x bộ thứ 2 SK-1. Đó. Tính rồi chúng ta mới for SK trên SK, thì hai lệnh 3-4 này. Bây giờ đối với bài này chúng ta sẽ ngược lại một chút, là nó phải như thế này. Các bạn chú ý nó vẫn là một thôi, những cách viết nó khác nhau thôi nhé. Đây. Đấy, lại for i in range n, như vậy là về mặt nào đó chúng ta tìm trên toàn bộ tất cả từ 0 đến N-1, nhưng mà chỉ tìm những gì mà i có thể gán vào đằng vậy vị trí AK thôi. Đây có một cái hàm là có thể gán hay không i vào vị trí K của cái mảng A. Đấy. Điều kiện là gì? Điều kiện là i phải khác toàn bộ A0, A1, A2, AK-1. Đấy. Còn nó bằng thì không được. Được chưa? Đấy. Đây tôi luôn là như vậy, tôi sẽ mô tả luôn các bạn cái hàm can f nhé. Viết bằng Python luôn cho dễ nhé. Nè, tôi đã viết cái hàm là def can f nhé. I a k. Đây là cái hàm kiểm tra xem có thể bổ sung y vào phần tử thứ k hay không. Điều kiện là tất cả các cái A0, A1, A2, AK-1 là phải gì, là phải khác y. Đây, làm như sau nhé. Đây tôi làm như sau, tôi lệnh sau này for g in range scan chạy từ 0 đến AK-1 thôi, đúng không nào? Bây giờ if mà AG mà lại bằng y rồi thì là hỏng, thì lại không thể ép vào được nữa nhé. Đấy. Thì nếu mà như thế này, nếu mà AG bằng y rồi thì không ép nữa, thì chúng ta sẽ phải return
He turned fawns. Còn ngược lại, không còn sẽ sau đó ở cuối cùng chúng ta sẽ đây, đây chúng ta sẽ return to. Đây, đây chính là cái hàm của chúng ta. Vậy đúng này có hai chấm này, đây hai chấm này. Đấy. Đây chính là cái hàm là can add, tức là có thể bổ sung y vào phần tử thứ k của ai không, với điều kiện là gì? Tất cả các phần tử a không chuyến đây, chỗ này chỉ có cái dòng số 1 này, 2 này, 3 này, 4, dòng số 2 là kiểm tra xem nếu mà chỉ cần một cái phần tử a không cho đến ak trừ 1 bằng y lập tức là return false ngay, là sai ngay. Còn tất cả là khác thì chúng ta mới return true ở đây. Đấy, được chưa? Đây chính là cái hàm mà can add. Bây giờ chúng ta cùng nhau chúng ta sẽ nối lại nhá. Và bây giờ chúng ta đây, đây chính là phần tử tôi nhỏ lại đây. Đây phần này. Đây phần này chính là cái phần mà. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái bài tập ở trên này nhé. Đây. Bài này nó khó hơn cái bài binary hơn một chút. Bài binary thì nó quá dễ, không có gì cả. Bài này nó phức tạp hơn là cái việc điền phần tử tiếp theo là phải suy nghĩ. Cho trước đầu tiên là điền a không dễ này, xong a một là phải tránh khác a không, a hai là phải khác a một a hai, a không a một, cứ như vậy. Điền phần tử ak là phải khác a không cho đến a ak trừ một, được chưa? Đây là bài toán là sinh tất cả các cái hoãn thị của cái tập hợp một hai không chứ không một hai n trừ một, được chưa nhé? Về nhà các bạn sẽ phải làm cái bài tập là tổng quát hóa, không phải là tập hợp mà gốc, có thể không phải là không nữa, n trừ một cũng có thể là các số bất kỳ, mà đây tôi làm là trượt đơn giản nhất là không n trừ một cho nó dễ nhé. Rồi như sau này chúng ta nhớ lại cái chúng ta có cái hàm chính là đây, đây chúng ta viết cái hàm can add nhé, can add đây là kiểm tra xem phần tử cái số y có thể gán vào cái dãy a tại phần tử k là hay không, cái hàm này, cái hàm này được chưa? Rồi chúng ta for g in range, chạy dọc theo g chạy từ 0 đến k trừ 1, kiểm tra if nếu mà a g mà bằng y thì lập tức là return false, chịu chết, tức là không gắn vào nữa, vì nguyên tắc là cái y phải khác tất cả các cái a g. Còn chỗ này sau hết đây thì chúng ta sẽ lùi vào đây. Đấy, chúng ta return true nhé. Đó. Cái hàm này hàm bổ trợ. Giờ bây giờ tôi sẽ mô tả cái hàm chính, cái hàm chính là permutation. AK. Đấy. Đây là cái hàm permu nhé. Cái hàm là cố gắng là điền phần tử thứ k của a. Vậy là cái hàm này hàm tìm tiếp đấy. À. Thì như sau này, kiểm tra này if này, if mà k mà bằng n thì chúng ta sẽ thì đã tìm hết kinh nghiệm rồi, chúng ta in ra. Chúng ta print a ra. Còn ngược lại đây else thì chúng ta for y in range n, chỗ y chạy dọc theo có số từ 0 đến n trừ 1, dọc theo chính cái tập hợp này này đó, và chúng ta kiểm tra là if can add này. Đấy, can nhé, if có thể bổ sung y vào cái dãy a tại phần tử k. Đấy, thì chúng ta sẽ nếu như này thì chúng ta sẽ điền vào, đúng không nào, điền vào chúng ta đặt ak bằng y nhé, và chúng ta sẽ gọi tiếp permutation a k cộng một. Đấy, chúng ta gọi là cái hàm này nó rất đơn giản, nó là cái hàm gọi đĩa quy rất đơn giản. Đây chính là cái hàm mà để gọi đĩa quy quay lui đấy, quay lui sinh ra tất cả các cái
hoán vị của tổ hợp gốc từ 0 đến n trừ 1. Chúng ta gọi hàm nhé, đây đây chúng ta gọi cái hàm đây là chương trình chính này. Chương trình nhé. Chương chính này, chương chính là chúng ta gọi, chúng ta gọi cái hàm mà chính là như thế nào nhỉ, chúng ta sẽ gọi cái này thôi, chúng ta đặt là n, bây giờ tôi đã cái phân tử có ba phân tử đấy nhé, n bằng 3 này, chúng ta đặt trước a bằng a nó bằng là 0 nhân với n đấy. Và chúng ta gọi cái hàm permutation này gọi là a và bắt đầu từ chỉ số 0. Đấy. Đây là gọi chính thức này. Đấy. A0 nhé. Đây là có là đây là gọi cái hàm này để nó điền vào để nó bắt đầu điền vào phần tử 0 đầu tiên của a. Sau đó sẽ gọi tiếp đây, gọi tiếp là a1, a2, gọi tiếp là điền phần tử số 2, số 3, khi điền phần tử thứ n trừ 1 đến n thì dừng lại. N thì không dừng, đến n thì không dừng, đến n chúng ta in ra a. Đấy. Được chưa? Chúng ta sẽ ghi ra nhé, cái bài này là cái bài là sinh hoán vị. Sinh hoán vị. Chạy thử nhé. Với đường 3 sẽ đâu ra đúng không nhé? Kiểm tra này. Đấy, là 1 0 0 0 1 2 0 2 1 1 0 2 1 2 0 2 0 1 2 0 2 0 1 2 0 2 0 1 2 0 2 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
với đề bằng 2 thì nó phải là 4, đó là 2 thôi, đề 2 nó chỉ có 2, 2 phân tử, đấy, đúng rồi nhé. Với đề bằng 4 thì nó sẽ phải là bao nhiêu, nó sẽ phải là 6 nhân với 4 là 24, đấy, 24 phần tử, 24 cái hoạt vị. Thế đây là cái bài mẫu nhé. Còn thực tế chúng ta làm, chúng ta sẽ phải làm một cái bài khác, như sinh tất cả các hoạt vị của phần tử bất kỳ, A là bất kỳ, là A gồm các phân tử khác nhau từng đôi một, thì chúng ta làm như nào? Để chúng ta chú ý nhé. Phải sửa một tí thôi, ra vẫn là bài này, ra sửa một chút thôi. Được chưa? Thì bài này đó là tôi sẽ định mô tả cho các bạn cái phần gọi là cái thuật toán này, sinh có hoạt vị và không định quy. Mà thôi, bài tập đó là về nhà nhé. Bây giờ tôi sẽ làm thêm một ví dụ nữa cho nó hay nhé. Bài số 3 đi, chúng ta làm ví dụ nữa để chúng ta thật là quáng, thật là nhuần nhuyễn nhé. Ví dụ 3 là như sau. Ví dụ 3 là sinh tất cả các tập hợp con, cho trước tập hợp A. Lấy ví dụ đơn giản nhất là A là 0, 1, 2, n trừ 1 đi. Đấy. Bây giờ cần sinh ra tất cả các cái tập hợp con của A. Bài này khó hơn một chút đấy nhé. Đấy. Chúng ta bây giờ là mà cho trước một tập hợp n phần tử thì tất cả các tập con của tập đó có bao nhiêu phần tử? Số nghiệm thì biết trước rồi, cái số nghiệm của cái bài này là sẽ bằng là 2 mũ n. Được chưa? Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta như vậy chúng ta thì đầu bài cho trước số n, đúng không nhỉ? Có nghĩa A bằng là cái tập hợp là 0, 1 cho đến n trừ 1. Vì chúng ta cần tìm ra tất cả các cái tập con của A. Thế bây giờ vấn đề là chúng ta sẽ phải làm sao chúng ta đưa bài toán này về cái bài toán là quay lui. Thì chúng ta phải tìm các tập nghiệm là như thế nào. Đây, thì chúng ta làm như sau nhé. Cần tìm như sau. Cần tìm như nào đó. Thì mỗi một cái qua cái này là một phần tử, là một chỉ số đi nhé. Đấy. Thì mỗi một tập hợp nghiệm cần tìm là bởi một cái dãy là A0, A1 vân vân, là AK
AK nhé. Nhưng mà với cái AI này này là phải nằm trong cái A kia. Tôi kiểu không dùng nhầm lẫn A. Tôi kiểu cái này là P đi nhé, là P nhé, P, đây là P. Này. Là P. Được chưa? Thế bây giờ kiểu này, nhưng mà nếu mà để này thì sẽ trùng nhau, vì tôi tìm cái phần tử, ví dụ tôi tìm cái một cái dãy là 02 phần tử 0 phần tử 2. Vậy thì phần tử 2 0 thì hai phần tử này là một. Thì làm sao bây làm để tìm được duy nhất thì làm như nào? Tôi sẽ không tìm này nữa mà tôi sẽ tìm cái phần phần tử này thôi. Như vậy là điều kiện như sau này. Điều kiện của chúng ta là như này, là tìm tất cả các dãy này sao cho là A0 nhỏ hơn A1, nhỏ hơn A2, nhỏ hơn đấy, nhỏ hơn thì là nghiệm nó sẽ là duy nhất đó. Hay nói cách khác là tập hợp tất cả các cái tập con của P chính là tập hợp tất cả các cái dãy con có dạng là A0 nhỏ hơn A1, A nhỏ hơn A2, nhỏ hơn AK. Cái K là bất kỳ. Ở đây K không cần thiết là phải bằng 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 n bằng n trừ 1 nhé, mà K bất kỳ. Phần là cái tập quan của P có thể là có một phần tử, có thể có hai phần tử, ba phần tử, là bất kỳ luôn đó. Thì như vậy vấn đề chúng ta tìm tìm trong tất cả các cái dãy con có dạng là A0, A1, A2, AK với điều kiện là A0 nhỏ hơn A1, nhỏ hơn A2, nhỏ hơn A3, nhỏ hơn AK, được chưa ạ? Đó, thì cách tìm là như sau, cũng rất đơn giản thôi nhé. Chính cái điều kiện này nó tạo ra cái tìm SK. Như vậy chúng ta đã tìm được là giả sử đã có là A0, A1 và AK trừ 1 rồi. Thế thì AK tìm như thế nào? AK sẽ phải tìm là bắt đầu, AK sẽ phải là tìm đâu, tìm tìm bắt đầu từ đâu? Tìm bắt đầu từ cái AK trừ 1 cộng 1 trở lên, vì cái AK này phải lớn AK trừ 1 chứ, bắt đầu bao từ đây đấy. Được chưa? Và cái chúng ta tìm hết rồi ta lại quay lui lại. Bài này khó một chút đấy, bài này là khó hơn nhé. Nhưng mà bài này vẫn là cái bài gọi là cái bài dùng để quay lui và nghiệm rất là nhiều. Cứ bất cứ một cái dãy con nào A0 nhỏ hơn A1, nhỏ hơn A, nhỏ hơn A là chúng ta in ra luôn. Nhưng mà tìm tất cả các dãy đó, tìm tất cả các con đó, được chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau làm thử nhé, bắt chiếc cái được chưa? Bắt chiếc cái đó nhé, bây giờ như này này. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả như sau, cũng đây. Bây giờ chúng ta làm như sau. Cũng như vậy chúng ta chúng ta bắt đầu tìm từ dãy A, mà dãy A ban đầu chúng ta để là bằng rỗng nhé. Chúng ta tìm như sau, bài này chúng ta khác bài trước. Bài trước là chúng ta đặt A là một dãy n phần tử bằng 0, nhưng mà này chúng ta đặt trước như sau. Chúng ta tìm nhé, chúng ta tìm từ cái tập hợp K từ cái dãy A bằng rỗng, đặt rỗng trước đi, đặt rỗng trước. Và chúng ta cứ tìm được A0, A1, chúng ta bổ sung vào cái A này. Cứ tìm được nếu mà nó cứ tìm được và tìm được cho là quay lại, ta lại tìm tiếp, cứ quay lui chúng ta lại xóa phần đi phần tử cuối cùng. Thì như sau nhé, để chúng ta mô tả cái gọi là cái pseudo code này nhé. Rồi, biết làm như sau, tôi gọi cái hàm là gen gen subset nhé. A K. Đây là cái hàm sẽ tìm phần tử thứ K để bổ sung vào cái dãy con A đã có K trừ một phần tử rồi. Thì cái lời gọi hàm của nó sẽ là A là rỗng và đặt K bằng 0 nhé. Đây là hàm này. Được chưa? Thì là mọi dãy A như vậy là đúng rồi, chúng tôi là miệng nhưng cho nên bài này làm như sau này. Bài này làm sao nhỉ? Báo nghiệm luôn là print luôn A luôn. Bất cứ lúc nào là nghiệm luôn, in luôn, cứ gọi đến hàm là in luôn, được chưa? Rồi sau đó chúng ta làm tiếp nhé, làm tiếp này. Bây giờ dãy chúng ta chỉ maximum là n trừ một phần tử thôi, cho nên chúng ta làm tiếp sau này là chỉ if mà k nhỏ hơn n chúng ta mới tìm, còn k bằng n chúng ta dừng nhé.
Ta nhỏ n thì ta làm như sau. Chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ for, chúng ta lấy in range từ đâu? In range từ cái phần tử mà gọi là cái phần, đây tôi viết là phần tử cuối nhé, phần tử cuối của A, phần tử cuối của A đang có cộng với 1. Vì phần tử cái in này chạy là phần tử cuối nó cộng 1 trở lên nhé. Đấy, cho nên n. Đấy. Phần tử cuối của A cộng 1, viết thế cho nó dễ hiểu đấy nhé. Còn nhớ lại nhé, là cái AK này là phải lớn hơn AK trừ 1, tức là cái AK này phải chạy từ AK trừ 1 cộng 1 đến n trừ 1. Đấy, cái AK nó chạy như thế này. Đây chính là đây, cái y này chính là chạy từ range từ phần tử cuối của A cộng 1 n. Chúng ta sẽ A, chúng ta sẽ bổ sung append y vào. Đấy. Và chúng ta sẽ gọi tiếp cái hàm định quy gen subset a k trừ k cộng 1. Và khi thoát ra khỏi hàm, chúng ta sẽ phải quay lui, chúng ta chỉ là quay lui đây, chúng ta gọi cái hàm mà gọi là a pop, ta xóa từ cuối cùng đi. Vậy thì đây chính là cái hàm, đây chính là cái hàm của cái ấy của chúng ta, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Cái phần cuối cùng này chính là quay lui nhé, cái này chính là quay lui. Đấy, quay lui. Thì thoát ra thì quay lui lại đúng không? Còn cái for i này, cái chỗ này chính d, chính là tính được cái sk đây. Sk là cái khoảng từ phần tử cuối của a cộng 1. Được chưa? Đấy. Được chưa? Thế bây giờ cái phần tử cuối của a này này, phần tử cuối của a tôi sẽ gọi là, tôi gọi đây là một cái hàm, gọi cái hàm này là hàm nó đặt tên là last a. Đây là last a. Last a này tính như sau nhé. Đấy, mình tôi viết cái hàm riêng nhé. Cái hàm tôi viết cái hàm là def của last a, là phần tử cuối của a nhé. Làm như sau này. Với cái phần tử cuối của a này, bây giờ kiểm tra, bây giờ nếu như mà cái a bằng rỗng ấy, đây nếu mà len a bằng rỗng thì chúng ta sẽ để chúng ta return là trừ 1. Để khi mà tính là, khi mà chúng ta tính vào nó sẽ bằng trừ 1 cộng 1 là không trở đi mà. Đấy. Cái đảm bảo phần để là trừ 1 nhé. Đấy. Còn nếu mà ngược lại, nhưng mà else thì chúng ta return. Thì thực phần tử cuối cùng của a, phần tử của a thì chúng ta có thể viết là hoặc là a len a trừ 1 hoặc là a trừ 1. Đây là cái hàm này nhé, cái hàm mà last a là phần tử cuối cùng của giá trị phần tử cuối cùng của a. Thì nếu mà trường mà a bằng rỗng sẽ đặt bằng trừ 1 để sao cho là gì? Khi chúng ta tính cái phần tử a0 ấy thì nó sẽ bằng là a0 nó sẽ bằng phần tử cuối cùng của a rỗng, tức là bằng trừ 1 cộng 1. Còn với a mà khác rỗng thì nó sẽ là a trừ 1, hay là cái đèn tương đương, nó tương đương với là a của len a trừ 1, tương đương nhau hoàn toàn nhé. Đó. Được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ viết cái chúng ta viết cái chương trình đơn giản nhé. Là sinh tất cả các cái tập con của cái tập là 01 n trừ 1. Được chưa? Đấy. Chúng ta cần hai hàm. Đầu tiên là cái hàm là last, đó là cái phần tử cuối cùng của a. Đấy. Là if mà len a bằng 0 thì chúng ta return trừ 1, else return a trừ 1. Được chưa? Như tôi mô tả cái hàm chính này, def của gen subset a k
Đây là cái hàm là quán tìm tiếp phần tử thứ k bổ sung vào a. Bắt đầu là a rỗng thì k nó bằng 0 và ta cứ bổ sung phần tử a, phần tử 0 1 2 3 cho đến n 1 dừng lại. Nhưng mà đây là ít này, ít k bằng n là dừng lại. Không, xin lỗi, cái này không phải thế. Này luôn là print luôn a luôn. Vì mọi dãy a của nó đều là nghiệm vào rồi, tôi luôn in luôn a ra nhé. Sau đó là gì? Sau đó là chúng ta if k mà nhỏ hơn n, chúng ta làm tiếp. Thì sau này for tìm trong tất cả các phần tử y in range bắt đầu từ phần tử cuối cùng của a cộng 1, tức là last a cộng 1 đến n. Đấy. Được chưa? Mà chúng ta bổ sung ta a append y. Sau chúng ta gọi hàm để quy là a k cộng 1. Sau đó là quay lui là a chấm pop. Thế này thôi. Sau đến phần cuối cùng. Đây chính là cái hàm chính nhé. Nó gọi cái hàm last này. Đấy. Mình chúng ta chạy thử này. Chúng ta chạy thử với n bằng 2 nên nó phải có 4 phần tử. Phần tử nhé. N bằng 2 nhé. Bài này là nó phải có là hai mũi n phần tử, hai mũi n nghiệm nhé. Đây, chúng ta gọi luôn cái hàm của chúng ta. Chúng ta gọi cái hàm là gen nhé. Hàm chúng ta là hàm là cái dãy rỗng này và là nó gọi không. Đây, hàm gọi hàm nó chỉ như này thôi nhé. Đó, đã chú ý. Bây giờ chạy thử nhé. Bài này là bài là tập hợp con này, sinh tập hợp con. Bên này bằng 2 thử xong đúng không nhé. Bên này bằng 2 này. Đây này. Nó là dãy rỗng này. Là dãy là một phần tử là 0 và 1, dãy hai phần tử là 0 và 2, nó có 1 2 nó 4 phần tử. Như vậy là 2 2 là 4. Bây giờ cho n bằng 3. N bằng 3 nó phải có 8 phần tử là đúng nhé. 3 này. Đấy, nó gồm có cái dãy rỗng này. Một phần tử là 0 này, 1 và 2. Hai phần tử là 01, 02 và 12. Ba phần tử là 012, như vậy là 1 2 3 4 5 6 7 8, đúng rồi. Được chưa? Rồi thì dựa trên cái bài này về nhà tôi sẽ cho các bạn làm các bài tập để mở rộng ra cái bài này nhé. Đây là cái bài mà nó cho là cái bài rất là mẫu chuẩn. Còn thực tế nó rất là nó thực tế chúng ta sẽ làm những bài tập và nó sẽ khác một chút những cái bài này nhé. Nhưng cho trước tập A là một tập bất kỳ chứ không phải không đến một n 1, bây giờ cần phải in ra tất cả các cái tập con của A. À, ví dụ như vậy. Được chưa? Thì bây chúng ta nghỉ ở đây nhé. Thì chúng ta còn một buổi nữa, thôi là sau lịch còn một buổi nữa thì kết thúc ý. Mà tôi sẽ tùy hình tôi sẽ mở rộng thêm một vài buổi nữa, nhưng mà cái buổi sau tôi sẽ trình bày về cái bài toán thám hậu. Là nó là một trong cái bài điển hình của cái thuật toán duyệt quay lui rất 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 quan trọng, dành cho buổi sau nhé. Hôm nay là cái buổi đầu tiên nói về cái quay lui, là một trong thuật rất là quan trọng. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng, kính chào thầy. Chào thầy.